Thúy Nga xin chào quý cô bác, quý anh chị các bạn. Chiều nay là ngày 30 tháng 3 năm 2024, sắp sửa bước qua tháng mới nha cả nhà. Em có về mấy dòng điện thoại và máy tính bảng nha. Tất cả các dòng Samsung, Apple, iPhone, các dòng chính hãng, Redmi, máy tính bảng luôn nha. Bây giờ em sẽ test máy báo giá từ cái điện thoại của anh chị xem ưng cái nào chốt liên hệ với em nha. Em báo giá chi tiết từ một máy nha. Mình bán điện thoại ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nha cả nhà, ship code ship toàn quốc nha. Miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Đông, miền Bắc em đều ship hết. Nói chung khách mua là em ship nha, ở đâu cũng ship hết. Miền Tây thì hôm nay ship ngày mai tới nha. Miền Bắc tầm 3 ngày giùm em, đa phần em ship nhanh cho các anh chị nhận máy lẹ. Rồi nói chung em có mấy cái máy tính bảng, em review máy tính bảng trước nha. Còn điện thoại em là iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max, 5S, 5 thường, 6 lút, 7 lút, S lút, 6 thường, nói chung tất cả dòng iPhone trái táo đều có hết nha cả nhà. Tầm giá 4-500 tới 2 triệu mấy đô lợi nha, tùy theo khách mua nha. Full chức năng hết nha cả nhà. Rồi em review máy tính bảng trước nha. Cô bác anh chị nhớ cho em một like nha, em xin một like, chia sẻ giùm em nha. Đăng ký kênh để có nhiều video mới xem và mua được nhiều dòng điện thoại ủng hộ em, cảm ơn cả nhà. Rồi em có một cây iPad 3 nha cả nhà, 10 inch nè, đẹp trên 90% nha. Em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách rồi. Nói chung máy trước lúc nhập về là em đã cập nhật hết cho cô bác anh chị này nha. Em reset máy rồi em cập nhật, em tải đồ cho cô bác anh chị hết, máy sạch không dính tài khoản nha. iPad 3 mình chơi được nhiều trò chơi ứng dụng lắm nha. Cây này là xài sim nha, iPad 3 xài sim 64GB, lâu lâu mới có một cây nha cả nhà. 1.200.000 tặng ốp lưng dây sạc nha, 1.200.000, 64GB xài sim. Mình xài sim là bỏ mạng, bỏ sim vô mình lên mạng 3G, 4G cả nhà. Này là xài 4G nha, bỏ sim vô mình vẫn xài wifi được luôn nha. Rồi, tiếp theo iPad 4 nha, iPad 4 cũng 10 inch luôn nha. Khách nào có nhu cầu mua máy tính bảng, tất cả các dòng nào em chia sẻ kiếm hàng cho cô anh chị luôn nha. Thích dòng nào em vẫn kiếm cho cô anh chị hết. Rồi, iPad 4 này xài sim nè, xài sim 16GB thì 1.400.000, 1.500.000 cho cô anh chị luôn nha. Em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách luôn nha, 10 inch nha. Khách nào có nhu cầu mua ốp da thì thường em mua 120, 130, em lấy của bác anh chị 100k nha. Còn cái này thì em có tặng ốp da nhưng mà ốp da nó không được đẹp mấy nha. Ốp da này không được đẹp. Còn khách nào có nhu cầu mua thì em mua, còn muốn lấy cái này thì em vẫn tặng nha. Rồi 16GB xài sim là 1.500.000 nha, 10 inch nha cả nhà, máy đẹp trên 80% nha. Rồi cây này cũng 16GB luôn, 16GB cây này không xài sim luôn, cũng máy sạch không vướng tài khoản. Em cũng tải sẵn tất cả ứng dụng cho các bác anh chị luôn nha, 10 inch luôn, 16GB xong xài sim thì giá là 1.400.000 nha. 64GB không xài, 32GB không xài sim thì 1.400.000, 1.500.000 nha. Còn xài sim là 1.600.000 nha. 64GB đều có luôn hết nha cả nhà. Hát karaoke là 6-7 tiếng đồng hồ mới hết pin nha, không xài dục đó nó giật mấy chục phần trăm pin thôi nha cả nhà, là máy cầm pin nha, pin con trâu nha cả nhà. Rồi em review điện thoại nha, mình sắp sửa qua tháng mới rồi cả nhà. Rồi em review điện thoại. Rồi, đây em có về Apple nha. Apple A16 màn hình 6.5, pin 5000. 128GB nha. Màn hình 6.5, pin 5000 nè, em quay bo cho cô bác anh chị nè. Bên em bán hàng là cho xem hàng trước lúc nhận hàng, tình trạng sao báo hết nha cả nhà. Còn shipper không cho xem hàng, cô bác anh chị cứ liên hệ với em nha. Khi shipper liên hệ với em cho xem hàng đàng hoàng. Hàng y hình, y video, không bao giờ ship hàng tầm bậy cho khách nha. Rồi, cây này A16 RAM 4 64GB. Android 11 chấm nha, chui sạc TC, tặng ốp lưng dây sạc cho cô bác anh chị luôn nha. Tặng ốp lưng dây sạc giá 1.950.000 cho cô bác anh chị nha. Máy đẹp trên 90% nha, 95% nha cả nhà, không đầy suốt nhiều, full chức năng hết nha. Mình test camera cho cô bác anh chị nè. Máy trước lúc nhập về bán cho cô bác anh chị em đã test ok nghiêm chỉnh hết nha. Camera trước, camera sau, lo chuông, cảm ứng tất cả các ứng dụng nha, full chức năng hết nha. Rồi em mới bán tới cho cô bác anh chị, em nhập máy về làm đã test ok hết rồi mới nhập về bán cho cô bác anh chị nha. Cô bác anh chị khỏi lo hai vấn đề pin và màn hình nha. Thì em bán máy quan trọng nhất cho khách hai vấn đề đó. Rồi cây này giá 1.950.000 cho cô bác anh chị luôn. A16 đẹp trên 95%. Máy màu xanh. Rồi tiếp theo. Samsung A03 màn hình 6.5, pin 5000, RAM 3, RAM 4, 64GB nha. A03 RAM 4 64GB, màn hình 6.5, pin 5000. Khách nào có nhu cầu xem hình kết bạn Zalo em gửi hình nha cả nhà. Thúy An bán ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nha. Chiều tầm 4:30 5 giờ là em bán sau lưng sân động á.
Còn ban ngày em vẫn bán trên mạng bình thường nha. Khách nào có nhu cầu mua cứ liên hệ em, em dắt tới nhà hoặc dắt tới cửa hàng nha. Nói chung là cứ tới thành phố Tân An là em rước nha. Em bán sau lưng sân động là 4:30, 5 giờ ra bán là tới 8 giờ em về. Khách nào ra không thấy em điện thoại em giùm nha. Rồi cây này A03S giá là 1.750.000 cho cô anh chị luôn nha. Tặng ốp lưng dây sạc 1.750.000. Cây này dán cường lực rồi nha. A03S. Rồi tiếp theo A02S luôn, cũng màn hình 6.5, pin 5.000 mà RAM 32GB nha. Chưa sạc DC luôn. Máy cũng đẹp trên 90% nha cả nhà nè. Máy màu đen nha, full chức năng luôn nha. A02S giá 1.650.000 cho cô bác anh chị luôn nha. Cây này nay em giảm cho cô bác anh chị 50k rồi đó, 1.650.000. Đẹp trên 90% nha, A02S. Thế em bán chuyên Samsung chính hãng, tất cả các dòng chính hãng nha, không bán đồ Trung Quốc nha. Tình trạng sao báo hết, bán máy không ám ố đổ mực gì hết nha. Có sao nói vậy nha. Mua hàng cái gì em ship y chang cái đó nha. Vivo nha, Vivo V2026 nha, màn hình 6.5, pin cũng 5.000, RAM 32GB nha. Vivo cây này cũng đẹp keng nha, đẹp trên 90%, dán cường lực rồi nè cả nhà. Chiều xe cộ qua lại hơi ồn cả nhà thông cảm giùm em nha. Bữa nay em lu bu quá em không quay video ở nhà được, em sẽ cố gắng quay video ở nhà cho bớt ồn cho các anh chị xem. Khách nào có nhu cầu xem hàng hoặc là xem video cứ kết bạn Zalo em, gửi nguyên cái video máy qua cho các anh chị xem nha. Máy em là đa phần đẹp trên 80%, 90% nha. Cây này giá 1.600.000 cho cô bác, 1.650.000 cho cô anh chị luôn nha. Có một cây Vivo duy nhất 1.650.000. Rồi G7 Pro màn hình 5.5, pin 3.600, RAM 32GB. Cái dòng G7 Pro cái lo nó rất là lớn nha cả nhà. Em có hai cây màu đen nha. Rồi nay em sale cho cô anh chị luôn 1.2 nha. Thường cây này em bán 1.250.000 không rớt giá luôn. Nay sắp qua tháng mới rồi, cuối tháng ai cũng hết tiền rồi, em sale cho cô anh chị luôn. Rồi cây màu đen nha, pin là nói chung là pin là cô bác anh chị xài là lên mạng suốt 6-7 tiếng đồng hồ nha. Cô bác anh chị khỏi lời hay dán lời pin nha. Rồi cây này khách trước xài còn dán ngủ nè. Cây này màu đen nè, không có dán nè. Màn hình 5.5, pin thì 3.600 luôn, RAM 32GB, G7 Pro. Cái dòng G7 Pro cái lo rất là lớn, mấy chú lớn tuổi dễ xài nữa, dễ xài dễ nghe gọi này kia luôn á cả nhà. Rồi giá 1.200.000 cho cô bác anh chị luôn. Rồi tầm trung luôn em quay máy 450-500 cho cô bác anh chị luôn nha. Rồi Samsung luôn, Samsung màn hình này 5 inch nha. Cây này cũng xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn nha. Em cũng tải sẵn cho cô bác anh chị nè, tại vì có nhiều khách á không biết tải ứng dụng á cả nhà, cho nên có những lúc em rảnh thì em sẽ tải cho cô bác anh chị, còn những lúc em không rảnh thì có cây em tải, có cây em không có tải nữa, có cây em để tài khoản, có cây em không có để, tại có nhiều khách người ta biết xài người ta cũng xóa hết à. Cho nên cô bác anh chị nào có mua máy á mà mình không biết tạo tài khoản thì cứ nói em tải sẵn cho cô bác anh chị rồi em ship tới cho cô bác anh chị, chỉ việc xài thôi, còn mọi vấn đề khác thì để em ở đây thì em lo cho cô bác anh chị hết. Samsung Z2 xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nha, 550.000 cho cô anh chị luôn. Đẹp trên 80%, bên em bán hàng chỉ tặng dây sạc thôi nha cả nhà, không có con gốc nha. Hình thức bán hàng bên em là cọc giùm em 100k, có tài khoản chuyển khoản giùm em, không có tài khoản cọc cạc điện thoại nhận đồ hoặc gói Momo nha. Cọc cạc là cô bác anh chị cứ đọc mã số thẻ cào qua đây cho em nha, Viettel, Mobi hoặc là Vina gì đó, đọc mã số thẻ cào qua đây cho em, xong rồi cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em ship, em trừ cọc ra. Cọc là hình thức không bị bơm hàng thôi nha cả nhà. Còn cô bác anh chị nào mua hàng ở đâu mất tiền cọc em không biết, mua hàng kênh Thí An TV, em bán hàng gần 5 năm trên mạng rồi, em chưa từng lấy cọc nào của khách, em nhận đơn là em sẽ ship hàng cho khách, còn không ship hàng được cho khách em sẽ trả cọc lại cho cô bác anh chị nha. Khách nào đã mua hàng em rồi biết tánh em rồi. Còn khách cọc trên 200k hoặc là mua cọc trên 200k là em sẽ bao ship, miễn ship nha, mua hai máy em cũng miễn ship nữa. Rồi khách chuyển 500k hoặc 1 triệu em sẽ có ưu đãi riêng cho cô bác anh chị luôn. Nói chung bên đây có nhiều chế độ ưu đãi cho khách thân quen nữa nha cả nhà. Tại vì bên đây em bán hàng là nhờ khách cũ quay lại mua nhiều lắm. Mấy năm nay khách cũ quay lại mua, người ta xài được, người ta quay lại, người ta mua cho con cháu, người ta giới thiệu bạn bè á. Cho nên em cũng cảm ơn cô bác anh chị, sẵn trên video em cảm ơn cô bác anh chị đã ủng hộ kênh Thí An TV bao lâu nay. Em chỉ bán YouTube một mình thôi nha cả nhà, không bán chung với ai hết nha. Cô bác anh chị mua hàng thì lưu ý giùm em tiếng nói của em, số điện thoại của em, hình ảnh của em nha. Muốn mua hàng của em thì nói chung là để ý giùm em nha, để ý giùm em tiếng nói của em với hình ảnh của em, để nhiều khi mua ở đâu rồi buồn phiền em, tội nghiệp em, tại vì có làm sao em nói vậy. Em chỉ cảnh báo khách trên kênh em thôi.
Rồi tiếp theo A03 màn hình 6.5, pin thì 5000, RAM 32GB, tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn. A03 RAM 32GB, giá 1.500.000 cho cô anh chị, pin con trâu luôn á nha, pin là pin con trâu luôn á, pin 5000 luôn nha, giá 1.500.000 cho cô anh chị. A03 RAM 32GB, em có một cây RAM 464GB luôn, phiên bản đặc biệt luôn, RAM 464GB. Rồi tắt màn hình, mở màn hình, em cài chế độ gõ màn hình cả nhà, mình gõ hai cái tự động sáng à. A03 luôn, cây này phiên bản đặc biệt, RAM 464GB, màn hình 6.5, pin 5000 luôn, giá cũng chỉ trên lệch nhau 100k nha, 1.600.000 cho các anh chị luôn nha. Tặng ốp da nha, tặng ốp lưng, tại vì thường em đa phần thì nên tặng ốp trong, nhưng mà ốp trong nó dễ xài, tại vì máy mình đẹp á, đẹp trên 90%, để ốp trong vô nhìn nó cũng đẹp, nó không có trầy xước. Lâu lâu em cũng có tặng ốp da nữa, nói chung khách thích ốp da hay ốp trong thì em sẽ mua cho khách à. Rồi cây này giá 1.600.000 cho cô anh chị nha. A03 phiên bản đặc biệt, RAM 464GB, 1.600.000 cho cô anh chị luôn. Rồi A02 luôn, màn hình 6.5, pin 5000, pin 5000 mà giá nó chỉ có 1.500.000 thôi nha cả nhà. Thế em bán máy trên YouTube là đã bán giá rẻ hết mức có thể cho cô anh chị rồi. Em đã cố gắng rẻ hết mức có thể cho cô anh chị rồi nha, cô anh chị thông cảm giùm em nha. Đa phần thì xài 2 SIM 1 thẻ nhớ nha cả nhà. Rồi A02 này màn hình 6.5, pin 5000, RAM 32GB, giá là 1.500.000 cho cô anh chị luôn nha. Đỏ tím luôn nha, đẹp trên 90% luôn nha. Cây này là pin con trâu luôn á cả nhà. Rồi G2R nha, màn hình cũng 5 inch luôn, G2R RAM 216, em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách luôn nha. G2R, máy màu vàng đồng nha, RAM 216GB nha, màn riêng nha cả nhà, máy riêng màn riêng nha. G2R không ám ố đổ với mực gì nha, em bán máy là không bán máy ám ố đổ mực hay bể màn hình gì hết. Rồi cây này 650.000 cho các anh chị luôn nha, G2R. Rồi G7 2016, RAM 216GB, xài 2 SIM 1 thẻ nhớ luôn, full chức năng luôn nha, cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách luôn. Cây này còn dán cường lực luôn, màn riêng luôn nha. Rồi cây này giá 1.750.000 cho các anh chị luôn nha, G7 2016 nha, 750.000, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, full chức năng hết nha cả nhà. Rồi iPhone 6 thường nha, 6 thường, em có một cây 64GB còn vân tay là 1.200.000 nha. Còn cây này 16GB mất vân tay là giá là 1.050.000 cho các anh chị luôn nha. Tặng ốp lưng dây sạc nha, 1.050.000, C6 thường, full chức năng nha, máy sạch không vướng tài khoản. Rồi cây này 5S nha, 5S là còn vân tay nha, 5S là còn vân tay, full chức năng 16GB, tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị luôn. Cây này là giá còn vân tay là 900.000 cho các anh chị luôn nha. Pin cũng xài cầm lắm nha, máy làm test pin ok hết, em nhập máy về mà máy không cầm pin là em sẽ trả lại cho mấy người giao máy hết nha cả nhà. Tại vì máy ở đây mình nhập về mà em sạc còn không nổi, nói chi mà khách, tại vì máy nào em nhập về là 2-3 ngày mới sạc một lần em mới nhập, còn không là em cảm thấy là không cầm pin là em sẽ giao lại cho mấy người giao máy hết, rồi em nhập máy khác về. Nói chung là mang là chữ tín đi đầu nha cả nhà, mình bán hàng là chữ tín đi đầu, khách cũ người ta xài được người ta còn quay lại người ta mua. Rồi C4+ nha, màn hình 6 inch, RAM 216GB luôn, C4+, cũng xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. Cây này em thấy là vẫn đánh game Liên Quân Free Fire được luôn nha, C4+ nha, full chức năng luôn nha, màu vàng đồng. Cây này là giá là 950.000 cho các anh chị luôn nha, C4+ 950.000. G7 rim nha, G7 rim em có màu vàng đồng nha, hai cây màu vàng đồng. Cây này khách trước xài người ta có dán hẳn nè, cũng chỉ 950.000, RAM 32GB, màn hình 5.5 nha, 950.000, G7 rim, 2 SIM 1 thẻ nhớ, máy khuôn đúc nha, cũng được trên 90%. Các anh chị nào có ra sân động mua hàng thì liên hệ giùm em nha, hoặc tới Tân An thì cứ liên hệ với em, không biết đường em rước nha, em chỉ đường đi nha. Rồi 950.000, G7 rim. Rồi G8 nha, cây này G8 màn hình cũng 6.6.1, để em test camera cho các anh chị luôn nè. G8 camera cũng rất là sáng nha, chắc này chiều á bóng cây nó còn giả bóng, cả nhà thông cảm giùm em nha. RAM 32GB C8, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn nha. Android nó 8 chấm nha, full chức năng.
giá 1.050.000 cho các anh chị luôn nha. Cây này Nam cũng sale luôn 1.050.000. Rồi Remy nha, chui sạc tay si RAM 4/64GB Mi 8, đánh game liên quân chi phai được. Cái dòng Remy đánh game rất là mạnh nha cả nhà. Giá là 1.300.000 cho các anh chị luôn nha. Chui sạc tay si mà giá chỉ 1.300.000 cho các anh chị thôi. A10 32GB, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn. A10 nha cả nhà. Giá chỉ 1.100.000 thôi nha, 2 SIM 1 thẻ nhớ. A10 2 SIM 1 thẻ nhớ luôn. A10S luôn, sẵn review A10S luôn. 32GB luôn. A10S 32GB. Dễ chữ L nhỏ giùm em. Hoặc chữ L lớn, hoặc chữ Z. Này dễ chữ L lớn nha. A10S màn hình 6.6:1, 32GB. Đánh game liên quân chi phai được luôn nha. Xài tất cả các ứng dụng tặng ốp lưng dây sạc luôn. Giá 1.250.000 cho cô bán chị luôn. 1.250.000. Cô bán chị chia sẻ giùm em nha, đăng ký kênh giùm em nha. Em cảm ơn cô bán chị luôn. Rồi iPhone 13 Pro Max luôn. 13 Pro Max. Em vô cài đặt cho cô bán chị xem nha. Cho xem hàng trước lúc nhận hàng nha. Phiên bản LA của Mỹ nha, 13 Pro Max nha. 512GB nha cả nhà. Giá 1.700.000 cho cô bán chị luôn. 1.700.000, 13 Pro Max. 14 Pro Max luôn. 14 Pro Max màu vàng đồng luôn. Không trầy xước nhiều luôn, 14 Pro Max. Khách nào muốn đặt 14 Pro Max màu tím than thì cứ cọc cho em ha. Hoặc là tìm những máy nào mình thích á, mình thích máy nào cứ liên hệ với em sẽ tìm hàng cho cô anh chị. Cọc trước giùm em. Cọc trước giùm em 200k, 500k gì đó em sẽ kiếm hàng cho cô anh chị. Được em báo giá em gửi hình qua, không được em sẽ gửi cọc lại. Em nhận cọc là để em tìm hàng cho cô anh chị thôi. Không chịu giá, không chịu máy thì em sẽ trả cọc lại. Rồi 14 Pro Max dung lượng 1024GB nha. Màu vàng đồng. 2.200.000 cho cô anh chị luôn. Rồi 12 Pro Max nha. Em có màu trắng nha. 12 Pro Max em có màu trắng và màu đen luôn. Dung lượng cũng 512GB luôn. Tất cả các dòng iPhone em bán đều không vướng tài khoản nha cả nhà. Rồi 12 Pro Max giá 1.400.000 cho các anh chị luôn. Rồi 7 lết luôn. Cây này còn vân tay luôn nha. 7 lết còn vân tay luôn. Em cài mật khẩu nha, máy số 1 nha. 7 lết là còn vân tay luôn. Cây này con em nó xài nè, tại em đổi máy cho nó, đổi máy khác cho nên bán máy này. Con em nó xài máy cao hơn chút nữa đó. Đó, còn vân tay nha, 32GB nha. Phiên bản LA của Mỹ luôn nha cả nhà. 7 lớp phiên bản LA của Mỹ tặng ốp lưng dây sạc. Còn vân tay luôn. iPhone 7 lớp phiên bản LA của Mỹ 32GB còn vân tay đầy đủ. 2.500.000 cho các anh chị luôn nè, tặng ốp lưng luôn nè. 2.500.000. Rồi, tiếp theo. 6 lút trước nha. 6 lút 16GB thì 1.350.000 cho các anh chị luôn nha. Em chỉ quay sơ lược thôi, tại máy em về nhiều á. Các anh chị nào có nhu cầu xem hình hoặc cặn kẽ hơn thì cứ liên hệ Zalo em tư vấn nha. À, em để số điện thoại trên đường link á. Còn các bạn Zalo em thì cũng số điện thoại đó luôn. Còn Facebook em vẫn số điện thoại luôn nha. Facebook em số điện thoại đó, bánh tí á. 6 lút nha, 16GB thì giá là mất chân tay nha. Mất chân tay là máy sạch không vướng tài khoản, cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn. 1.350.000 nha, 6 lút. Còn 64GB thì giá là 1.550.000 cho các anh chị luôn nha. Cây này còn vân tay nè cả nhà, 6X lút này là còn vân tay nè. Phiên bản LA của Mỹ luôn, 16GB còn vân tay cho các anh chị luôn nha. Còn vân tay thì 1.6 nhưng mà thôi em bán của anh chị 1.550.000 thôi nha. 1.550.000 còn vân tay đầy đủ nha. Sáu lút còn vân tay 16GB 1.550.000 cho cô anh chị luôn. Rồi 64GB 6X lút 64GB thì giá 1.550.000 nha. Đã mất vân tay nha. Rồi 6X lút là 64GB nha. 6X lút 64GB thì 1.700.000 cho cô anh chị luôn. 64GB là 1.700.000 nha. Em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách luôn. Máy sạch không vướng tài khoản nha cả nhà. Cây này hết pin rồi. Rồi cũng mất chân tay nha.
64GB mất chân tay thì 1.700.000 cho cô bánh chị luôn nha. 64GB nè, phiên bản LA của Mỹ, tặng ốp lưng dây sạc luôn nha cả nhà. Bên em là tặng ốp lưng dây sạc luôn ha. Rồi tiếp theo C6 cộng nha, RAM 3 32GB tặng ốp lưng dây sạc luôn. C6 cộng RAM 3 32GB giá 1.200.000 cho cô bánh chị luôn. 1.200.000 C6 cộng màu đen. Rồi tiếp theo M20 màn hình 6.4 pin thì 5.000, RAM 3 32GB chui sạc Type C. 1.450.000 cho cô anh chị luôn nha. 1.450.000 Oppo A9 2020 64GB màn hình 6.5 pin 5.000 luôn. Đẹp trên 90% nha cả nhà. Giá 2 triệu nha. A9 giá 2 triệu. Rồi Oppo F11 luôn. Màn hình 6.5 pin cũng 5.000 luôn. Cây này RAM 6 64GB luôn, F11. RAM 6 64GB. Rồi giá là 1.950.000 cho cô anh chị luôn nha. 1.950.000. Rồi tiếp theo Samsung A51 màn hình 6. Samsung chính hãng nha. Màn hình 6.5, pin thì 4.000 nha. A51, RAM 6 128GB. Giá 2.700.000 cho cô anh chị luôn nha. A51 tặng ốp lưng dây sạc, máy màu đen, đẹp trên 90%, 95% nha. 2.700.000 cho cô anh chị. Rồi có A70 chạy con chip Mỹ nha. A70 chạy con chip Mỹ, màn hình 6.5, pin 4.500 nha. RAM 6 128GB, 2.600.000 cho cô anh chị luôn. A70 màu xanh, lâu lâu mới có một cây nha. Chạy con chip Mỹ, chui sạc Type C, tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn, máy màu xanh luôn nha. Rồi tiếp theo Samsung A04 màn hình thì 6.5, pin thì 5.000 luôn, RAM 3 32GB. A04 pin 5.000, pin con trâu luôn nha cả nhà. 1.600.000 cho cô bánh chị luôn. 1.600.000, cây này bữa em bán 1.650.000 nha. Em bán 1.600.000 cho cô bánh chị luôn, tặng ốp lưng dây sạc. Samsung A20s màn hình 6.5, pin thì 4.000, RAM 3 32GB, chui Type C nha. Màn hình nó cỡ cái máy tính bảng luôn cả nhà. Giá là 1.600.000 cho cô anh chị luôn. A20s 1.600.000. Realme C11 màn hình thì 6.3, RAM 3 32GB, C11 đánh game liên quân, Wi-Fi được, máy mạnh nha, đẹp trên 90% luôn. Giá 1.300.000 cho cô anh chị luôn, máy màu xanh. Samsung A5 2017 luôn, chui sạc Type C luôn, màn hình 5 inch nha. A5 cái này màn LED nha cả nhà. A5 2017 nha, màn LED nha, chui sạc Type C, 1.100.000 cho có bánh chị luôn nha. 1.100.000. Rồi Samsung A50s tặng ốp lưng dây sạc luôn, khách trước xài còn dán mũ nè cả nhà. RAM 4 64GB, chui sạc Type C, tặng ốp lưng dây sạc luôn. A50s đẹp trên 80% nha cả nhà. 1.900.000 cho cô bánh chị luôn, máy màu trắng nha. 1.900.000. Oppo A53 màn hình 6.5, pin nó thì 5.000, RAM 5 128GB nha. A53 RAM 5 128GB, còn một cây duy nhất A53 nha. Máy màu đen nha, máy màu xanh đen. Giá 2.200.000 cho cô bánh chị, tặng ốp lưng dây sạc. 2.200.000. A12 màn hình 6.5, pin 5.000, RAM 4 128GB, chui sạc Type C, tặng ốp lưng dây sạc luôn. Cây này là có dán cường lực rồi nha. A12 pin 5.000 nha, pin con trâu nha. 2.100.000 cho cô bánh chị luôn. Oppo hồi nãy em có Oppo A9 2020, cây màu đen và cây màu xanh nha, xanh trắng nha, cũng RAM 3 64GB, giá 2 triệu luôn. Pin 5.000, màn hình 6.5, pin 5.000 luôn, chui sạc Type C luôn, máy cũng đẹp trên 90%. Cây này dán cường lực rồi nha, giá 2 triệu nha cả nhà. A20 nha, màn hình 6.4, pin thì 4.000, chui sạc Type C nha. Nói trên là G7RO có 100k thôi. A20 giá là 1.350.000 cho cô bánh chị luôn. A20 tặng ốp lưng dây sạc luôn. Rồi Oppo A5s màn hình thì 6.1, 6.2, RAM 3 32GB, 1.300.000 cho cô anh chị luôn.
Apple A5s. Máy màu xanh đẹp trên 90% cho cô bác anh chị luôn. Huawei Nova 3i RAM 480GB lưng đá nha, xanh tím luôn. 128GB đánh game liên quân Free Fire máy mạnh nha cả nhà, 2 SIM 1 thẻ nhớ luôn. 3i có một cây duy nhất 128GB. Apple A15 màn hình 6.5, pin thì 5.000 luôn. RAM 3 32GB 1.650.000 cho cô bác anh chị luôn nha. 1.650.000. Rồi tiếp theo A50 em có màu trắng và màu xanh nha. RAM 464GB, pin thì 4.000 luôn, chui sạc Type-C, tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn. A50 nha. Giá 1.800.000 cho cô anh chị luôn, 1.800.000 A50. Apple A31, màn hình 6.5, pin 5.000, RAM 4 128GB. Giá 1.900.000 cho cô anh chị luôn. Apple A31, pin con trâu nha, 1.900.000. Rồi, Thế An xin kết thúc video ở đây. Mong quý cô bác anh chị xem clip của Thế An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh chia sẻ giùm em. Em quên, em còn cây C7Lut nữa nha. C7Lut RAM 4 32GB. C7Lut RAM 4 32GB. Cái giọng G7Lut nó cũng lớn như G7R quý cả nha. Máy màu vàng đồng nha. C7Lut xài bờ lắm, mấy cái dòng này xài bờ lắm nha, nó không có bị lỗi. Rồi, cây này giá là 1.350.000 cho quý anh chị nha. Xin vẽ lút. Rồi, Thế An xin chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình. Hẹn clip sau. Nhớ thả tim.